Một cặp bot nữa là bao phê luôn nha các bác. Các bác chơi hai cặp bot thì alo liền cho em với một con đẩy rất là tầm tiền, crown xe 1.000, con này bản xuất châu Âu nha, nó cũng có bản nội địa 110, nhưng mà hai con này là bản châu Âu nha, điện 230 rất là tiện. Hai volume phía trước bé đẹp xuất sắc nha, 16 sò sắc về được hai em, giá là 8 triệu bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ da ba lăng caret trị giá là 300.000. Khi các bác mua đẩy bên em được tặng kèm như đó, thế các bác hai con đều rất đẹp nha, mời các bác cùng xem. Mời các bác cùng xem mặt tiền của nó là đẹp keng luôn nha, đấy rất là đẹp luôn. Cạnh không em sẽ báo seri, các bác thích lấy con nào lấy nha. Bây giờ em quay con này trước, tí nữa em mở ruột hai con luôn. Con này seri là 9940 quá, 709940 mặt in USA, đường tín hiệu đầu vào 6L35, quạt tán nhiệt quạt từ nha. Em này sử dụng quạt từ rất là êm, nghe nhạc không có ảnh hưởng gì hết. Rồi tiếp theo em này, em nào cũng đẹp như nhau nha các bác, mà các bác tùy các bác thích con nào thì mình lấy thôi. Tại vì nó bán một, em bán một giá hết, tại vì em làm hàng tuyển không rồi nha. Em này series là 715 706 nha, 715 716. Đấy, nó xuất thị trường châu Âu nó sẽ điện là 230 224, còn nếu nó ở thị trường Mỹ là nó sẽ điện 120, còn nếu xuất qua thị trường Nhật là nó sẽ là 100V. Vậy đó các bác, nó cùng một con, nó xuất thị trường nào nó họ sẽ chuyển điện cái thị trường đó. Mà đi ngủ ra nhớ sau đây là 5706 nha. Để thi đầu vào chậm luôn. Rồi sau đây em sẽ mở bên trong để các bác cùng xem cấu hình 16 sổ sách của em nó nha. Vâng, đây là ruột gà bên trong, các bác sẽ thấy cấu hình nó là mỗi vế là 8 con sò sắt nha, Mexico sò sắt Motola các bác. Đây là tăng phô và hai cái tụ vương miệng Philip nha, vẫn sử dụng là tụ vương miệng nha các bác, 16 sò sắt nha. Và đây cũng vậy các bác, y chang nhau nha, 16 sò sắt, tất cả zin đét hết nha các bác. Những con này mạnh mỹ và các bác trưng bày nó rất là đẹp, tại vì nó thiết kế của dòng Grava CSE rất là nam tính, các bác thấy nó đều nhau và nó hài hòa ở logo phía trước ở trên giữa. Cấu hình 16 sò các bác thoải mái mà chơi gia đình rồi nha, với một con vang nữa là hết bài. Các bác nào cần vang luôn thì em set up cho một bộ luôn nha. Bác nào có nhu cầu về những con bao cover này thì alo cho em nha. Em này thì trẻ 20 sò Toshiba xanh đen 302281, nổi danh của những hãng Toshiba được trang bị rộng rãi trên những con âm ly và đẩy khủng. Made in USA, hàng nội địa điện 110 nha các bác. Đường ra loa đây, chạm loa, đường tín hiệu đầu vào, nói chung là rất là mới nha, có 200 loa dây nguồn. Và tiếp theo con thứ hai, tí nữa thì em sẽ mở bên trong để các bác cùng ngắm nha. Đẩy cover thì khỏe hay và thiết kế thì gọn gàng. Đấy, con nào cũng đẹp như nhau, đều là hoa hậu hết nha các bác. Dòng này thì cực kỳ êm, các bác nghe nhạc hát karaoke và thọ rất là ngon luôn nha. Đây, hai em đều nguồn, điện 110 nha các bác. Quá đẹp nha. Rồi em sẽ mở cái nắp này để các bác cùng tham khảo cấu hình bên trong và độ mới của sản phẩm nha. Vâng, và sau đây mời các bác cùng xem độ đẹp của hai hoa hậu BM900, một con đời tụ trắng Philip và một con đời tụ xanh của Philip luôn nha. Đấy, đời tụ trắng, đời tụ xanh nha các bác, đặc trưng của dòng cover. Mỗi vế là 10 công suất và tổng là chạy 20 công suất sò công suất xanh đen, và những trang bị lọc nguồn nên là các bác nghe nhạc và hát karaoke cảm nhận tiếng rất là sắc nét. Nghe nhạc thì quá như những lo bot, lo BMB thì quá tuyệt vời. Và sử dụng hai cảm biến nhiệt này các bác, đây thụ nguồn và tăng phô, và đây là lọc nguồn nha các bác, lọc nguồn nha, sướng chưa. Và là cái quạt từ
cực kỳ êm, các bác không nghe tiếng động gì luôn nha. Đây mời các bác cùng xem đồ đẹp này, phần bo mặt này. Đấy, công suất nằm dưới cái tầng tầng nhiệt này nha. Nó sọt xanh đen, có thấy màu xanh không? Đen, ở phía màu xanh đen. Mời mình xem con này trước nha. Đấy, có thấy đồ đẹp này. Nhìn thấy cái lọc nguồn này là cực kỳ là tuyệt giá trị rồi. Quá đẹp nha, gọi là hoa hậu luôn nha. BM 900. Đây và qua em này, đời tụ trắng, y chang nhau luôn, không khác gì hết. Tăng phô được những nghệ nhân mà ráp lên cái này ký hiệu trên này luôn là BM 900 110V. Hồi đó là tất cả là họ sử dụng thủ công và lắp ráp bằng thủ công đó nha các bác. Đây lọc nguồn nha, vật từ BM 900 110V. Xịn sò chưa? Máy mạng về các bác có công bằng về độ chắc nha. Con này nghi nhạc với boss thì gọi là tê luôn. Các bác mình chơi boss 701 đồ các bác. Đây hai con cảm biến nhiệt thùng nguồn Philips. Và quá mới nha. 2, 4, 6, 8, 10. Ồ nó 2, 4, 6, 8, 10. Mỗi vé là 10 con, tổng là 20 con sò, 1200W. Mới tin. Các bác là mình chơi boss thì đừng bỏ qua những con cover này, rất là tầm tiền. Cover BM 900 giá 11.500.000 nha các bác, chuyện con đủ với bớt 200.000. Máy tuyển máy xuất chuyện hoa hậu hết nha. Thầy bác là chốt con nào alo cho em nha. Chuyện con đủ em bớt 200, còn 11.300.000. Hoặc là cọc tiền, cọc bộ 2 triệu là em ship hàng cho các bác nha.